này hết tập phố đang tìm hiểu cái ngày cũ quý. Các bạn cùng chờ xem nhé. Thì hôm nay là ngày mùng 7 tháng 2 năm 2023. Thì chúng ta cũng như nhiều người dân Việt Nam sống cả cuộc đời cũng chưa biết tập quán của người nạ người người người, người Tày, người Nùng và 54 dân tộc. Có 63 tỉnh có mà trong đó có 54 dân tộc, nhưng mà nhiều người cũng không biết. Đặc biệt thì có những phong tục tập quán mà thầy nói xưa tới giờ họ cảm thấy ái ngại, khó nói và giận dữ, và có những cái phản kháng vô cớ, giận vô duyên, chữ bớ vô 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 cớ và đánh đập thầy vô duyên, và có những cái cử chỉ hành động vô lễ phép với thầy. Thầy là một tiến sĩ trên 20 trường đại học và trên 50 cái nghi thức nghi lễ phong tục tập quán và lịch sử thế giới và lịch sử trong nước và là lịch tế và lịch sử quốc gia. Thì hôm nay thầy mới sẽ nói từ từ trên mạng, thầy sẽ đăng lên từ từ, thì sau này nó quý, sau này thì ai mà hối hận rồi thì trở tay cũng không kịp, tại vì bao nhiêu thầy nói mà không lắng tai nghe, cứ chữ thầy mắng thầy. Thì hôm nay thầy đưa những video và lễ hội từ từ Việt Nam mình có trên trên mấy ngàn cái lễ hội mà phải đặc sắc mà do con người chưa biết. Mà khi mới đầu thầy nói cứ họ nghĩ thầy giỡn, thầy hỗn, rồi thầy nói bậy, rồi nói tục, mà khi sau này những cái lời mà thầy nói là đều đưa vào lịch sử của mất cách đến mấy ngàn năm, và những gì thầy nói đều là khoa học và lịch sử của thế giới và trong nước. Thì hôm nay trong tinh thần đoàn kết xây dựng, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, yêu đất nước, yêu dân tộc, yêu 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 lễ hội và yêu phong tục tập quán. Còn lễ hội ná nhèm là gì? Ná nhèm là dùng cái tiếng này là tiếng tiếng giống Nho Thái, tiếng Lào, tiếng Campuchia, tiếng này ở dân tộc ở như miền núi Lạng Sơn, Bắc Sơn, Hà Giang, rồi những cái quầy Bắc, rồi rất là nhiều tỉnh mà dân tộc ở nhiều nhất. Thì lễ hội ná nhèm là gì? Là củ quý của đàn ông, tức là cây chuối dài, trái chuối dài, hay là củ khoai to, hay gọi là trái dưa to. Thì hôm nay để Đức Phật nói về cái này thì chúng sẽ giờ lúc thì họ phẫn nộ, thì giờ thầy nói né cho làm tức chân nữa nè, thầy không muốn nói cho rõ luôn, cho khèm luôn. Thì lễ hội ná nhèm là một cái lễ hội phồn thực được tổ chức hàng năm vào mỗi rằm tháng giêng âm lịch. Thì tại xã Như Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, theo tiếng Tày thì là ná nhèm, được hiểu là nhặt nhọ. Lễ hội làm việc phục dựng lại câu chuyện đánh giặc ngoại xâm của nhân dân cùng với các tín ngưỡng phong tục tập quán ở địa phương. Thì vào năm 2012 á, thì lễ hội được phục dựng và tổ chức thường niên trở lại. Trước đó thì lễ hội đã bị gián đoạn khoảng 50 năm. Đến năm đến ngày 8 tháng 6 năm 2025, Bộ Văn hóa và Thể thao Du lịch đã được ban hành quyết định 1877, quyết định Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận lễ hội ná nhèm là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thì cái vấn đề này thì chúng ta có nhiều người thì bỡ ngỡ với những phong tục tập quán, thì chưa hiểu biết gì về cái hội mà chúng ta chưa biết. Thì cái hội nó khờ khờ của quý của đàn ông. Thì nói tóm gọn thì mình cũng phải nói trong cái từ ngữ, thì đàn ông thì có cái gì quý hả? Hả? Đàn bà có gì quý? Thì chúng ta thì ngày lễ hội này chúng ta dùng dùng cái từ ná nhèm để làm những cái xe lớn, xe tải, là rồi những cái gỗ quý để làm những để cho những đàn bà phải ngày đó hả khó không nên lời, thấy to mà lớn mà đẹp hết, lỡ vuốt một cái cảm thấy
cái sức mạnh của đàn ông có những cái đó là kêu bằng lễ ná nhèm. Ná nhèm là khờ, hờ của quý, né né sao hành ra sao nói cái lễ đó được. Mày nói mới đầu thì ấy phải từ từ phải hấp dẫn cái câu chuyện là có nghĩa là cái ngày lễ hội to phải lớn phải mạnh phải bạo lực thì làm cho quý phái đàn bà phải sợ. À, thì về cái ngày lễ hội hàng năm thì thường thường tổ chức thì bữa nay là ngày mùng 7 tây lịch mùng 7 tháng 2 năm 2023 dương lịch thì tổ chức ở Bắc Sơn, Lạng Sơn rồi các cái tỉnh khác. Từ từ Việt Nam mình sẽ đưa vào các cái khu di tích lịch sử Bộ Văn hóa, các di tích lịch sử thế giới cũng như các cái di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh, di tích lịch sử Văn hóa, di tích lịch sử các cái bảo tàng quốc gia thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả các tỉnh đều phải mỗi quy định nở đâu để có cái chữ Bộ Văn hóa, Sở Văn hóa là bật nó bắt. Thì mai mốt thầy sẽ ôm ngủ vàng vàng ôm vàng ngủ. Thì cái vấn đề này thì những cái sở văn hóa, những cái truyền thống, ví dụ như Củ Chi có nhà truyền thống huyện Củ Chi, do là chưa có tổ chức lớn nên là chưa có cái hội trường nên chưa có thờ. Rồi những cái nhà văn hóa lớn, rồi di tích lịch sử, thường thường ta đúc bằng những cái tượng để mà ta trưng bày để cho phụ nữ biết lại là muốn sinh ra loài người và muốn tạo ra loài người thì nhờ con đó. Yeah. Con đó nó phải đâm vô hạt sâu và hạt mạnh và làm cho phụ nữ phải sợ và khích, cảm giác muốn và khích. Rồi sau đó sinh ra con. Thì cái ngày lễ hội cái đó mà mày nói về giờ của quý là gì? Diệu quý, chân cũng quý, tay cũng quý, mặt cũng quý, mặt cũng quý, mắt cũng quý, mũi cũng quý, miệng cũng quý, răng quý, cái gì cũng quý hết. Gì mày nói của quý là cái gì quý? Thầy nói thì mày nói thẳng là thầy nói cụ quý là biết mà thầy. Mấy ngu mới biết, còn mấy người khôn ta không biết gì. Cái gì là quý, cái gì cũng quý cả. Thầy nói cụ quý là người ta biết thầy. Rồi thì không tục nói sơ vậy thôi. Dạ. Giờ mày nói nữa tao nói chay ra luôn hết.